Thì ở đây có một câu hỏi là: thưa thầy, con có một thắc mắc xin thầy vấn đáp dùm con. Nếu có một người đó bán đồ cho mình biết đó là đồ ăn cắp, như thế có phải là tiếp tay cho người đó không? Hỏi tức là đã trả lời. Khi mình biết cái điều đó nó không đúng mà mình vẫn làm theo. Hồi sáng Pháp Hòa có nghe thầy trụ trì nói á, trong giới đó có ba cách mình phạm: có khi mình tự làm, có khi mình xúi người ta làm, có khi mình thấy người ta làm mình làm theo, mình vui theo. Thì cái trường hợp mà mua đồ ăn cắp á, thì nó đi có thể vào trong hai cái trường hợp: một là mình mua hoài, nghĩa là mình xúi người ta mua ăn cắp, mình không nói ra nhưng mà mình cứ tiếp tục mình mua là tại nó rẻ. Thường thường đồ ăn cắp bán rẻ hơn đồ ngoài tiệm chứ. Thì khi mà mình mua như vậy mình không nói, nhưng mà trong cái vô tình đó mình đã xúi người đó lấy nữa đi. Có đôi khi mình không nói, mình nói lần sau có kêu tôi nghe không. Thì rõ ràng là mình xúi gì, mình không nói ra cái điều xúi đó, nhưng mà cái cách mình nói là người ta hiểu là mình cần thêm. Hoặc là mình phone cho người kia, mình nói tôi tháng tới tôi về Việt Nam nè, tôi cần đem thuốc về làm từ thiện, anh có thuốc Tylenol kiếm cho tôi mớ. Thì nghe cái tiếng đi làm từ thiện, mình lấy cái chữ từ thiện mình là nói, mình mua thuốc Tylenol thay vì ra chợ mua là 10 đồng lon, mà mình mua đồ đó cho chừng 2 đồng, 3 đồng hay 5 đồng thôi. Cũng giống như mình đi tha phóng sinh vậy đó, đi ra chợ nói mai tôi cần 200 con chim nha, mai tôi cần 10 kg cá nha, mình dặn người ta mua cho mình để mình làm một cái việc mình gọi là nghĩa cử cao đẹp, đó là đi phóng sanh. Nhưng mình dặn người ta mua thì có phải hình thức mình xúi không? Mình dặn người ta đi tìm, thật ra cái xúi đó có đôi lúc mình không có trực tiếp nói cái lời xúi, nhưng mà cái cách mình nói như là một hình thức xúi. Mình không có tự làm nhưng mình xúi người ta làm. Rồi mình còn dặn nữa, nhớ kiếm chim khỏe khỏe nha. Biết làm sao không? Biết tại sao kêu chim khỏe không? Tại vì sắp lên chùa nhờ ông thầy phúng nước cho nó nữa. Nghĩa là đem lên chùa nhờ thầy chú nguyện á, nhờ thầy làm phép để mình, thầy chú nguyện để mình phóng sanh. Nhưng mà mình rồi trong một cái lồng chim 200 con, trời nóng chang chang vậy đó. Mà ở Việt Nam là có cái lệ là chùa là đóng cửa ngủ trưa từ 12 giờ tới 2 giờ, không có tiếp khách. Thật ra mình đem vô chùa đúng ngay lúc 12 giờ chùa người ta đóng cửa, mình ngồi mình chờ tới 2 giờ, mở ra cái 10 con nó ngủm rồi. Thật ra mình phải cẩn thận cái đó. Mình tự làm, xúi người khác làm, thấy người ta làm vui theo. Có nhiều khi người ta đi câu cá về, trời anh giỏi ghê ha, câu con bự ghê. Mình khen tặng, hoặc là mình enjoy con cá người ta cho mình còn khen ngon quá trời luôn, lần sau có cho nữa nghe. Đó là kiến tùy hỷ theo, vui theo cái làm của người khác. Khi mình phạm một cái điều gì sai đó, mà thường thường gọi là phạm giới đó, thật ra giới là gì? Là những cái điều mình ngăn giữ để đừng có làm cho cái tâm mình nó bị buông lung. Thí dụ như người đó hút thuốc cũng có khi kêu là phạm giới, mà thiệt sự hút thuốc có tội lỗi gì? Nhưng mà mình buông lung là mình dùng một cái thứ nó không cần thiết cho cuộc sống của mình, cho cái thân thể của mình. Tại mình hút thuốc là nám phổi, uống rượu là hại gan. Thật ra nhiều khi người ta nói đâu có giới với đâu phạm, nhưng mà mình cái gì mà tất cả những cái gì nó không có, mình tự mình muốn thì mình làm, nhưng mà chính cái mình làm mình không có chánh niệm thì cái đó nó có thể đi xa. Ví dụ như uống rượu đâu có tội, nhưng mà nó là nhân gây ra các tội. Khi mình say rồi là mình loạn tâm cuồng trí,
mình có thà làm những điều sai quấy mà mình không hay. Quý vị nhớ người nào sai mà hỏi họ gì họ khai hết trơn, mà ngày mai họ chẳng nhớ họ nói gì hết. Cho nên người ta hay nói đùa đó, muốn biết người đó yêu ai, muốn biết mình yêu ai, khi mình sai mình sẽ nói. Khi mình sai rồi mình nói thiệt là mình yêu ai. Cho nên khi mình biết một cái người đó bán đồ ăn cắp mà mình vẫn tiếp tục mình mua là một hình thức mình xúi người đó tiếp tục. Xin thầy hoan hỷ giảng cho con khởi thân đoạn trí. Cái câu này là có nghĩa là mình có được. Chữ đoạn là gì? Là cắt đứt. Tức là mình có cái trí để mình đoạn đi những cái gì mà nó không có chân chánh. Con người mình đó, thường thường là mình hay dễ đắm nhiễm. Nhưng mà có được cái trí mà đoạn đâu phải là trí bình thường. Mà cái trí đó đó biểu tượng qua Đức Văn Thù Sư Lợi cầm cái cây kiếm. Thường thường các vị Bồ Tát á, mỗi trên tay của các vị hay cầm một pháp khí. Và cái pháp khí đó biểu tượng, thí dụ như Đức Văn Thù là cầm cây kiếm, cởi trên con sư tử màu xanh. Bởi vì con sư tử á, là tượng trưng cho một con thú mà nó là chúa tể của các con thú trong rừng, biểu tượng cho trí tuệ mạnh, có thể vượt tất cả mọi khó khăn. Ví dụ như quý vị thấy trong cuộc sống của chúng ta, bình thường mình thấy mình tu hành vậy đó, nhưng mà khi mình đụng chuyện á, là mình thấy là mình phiền não đủ kiểu hết á. Phiền não rối rắm. Người ta nói mình hơn câu mình cũng giận, người ta làm giỏi hơn mình chút mình cũng hờn, cũng ganh. Rốt cuộc mình ở trong một cái rừng phiền não. Cho nên mình phải có cái trí, cái kiếm để mình đoạn những cái trí, có cái trí tuệ đoạn cắt những cái gì nó không cần. Thí dụ như hôm nay đó, hai ngày nay quý vị về chùa là quý vị đã có một cái trí tuệ để đoạn đó. Nếu mà hai ngày này mình nghỉ mà mình không đi chùa thì mình sẽ đi đánh bài, đi chơi gì đó. Hay là thậm chí mình hẹn với bạn đi chơi, hoặc là lên một cơn ghiền bài, ghiền rượu, mà mình biết rằng mình đi chơi, mình làm như vậy mình tốn tiền, mà mình nhất định mình cố gắng, mình thúc liễm mình không đi, là đó là một cái trí để đoạn. Có trí tuệ để đoạn những cái phiền não, những khó khăn. Khó lắm. Mình nói thì rất là dễ, nhưng mà khi mình đi vào cái trường hợp đó khó lắm. Nhất là chuyện tình cảm. Cho nên thường thường người ta hay dùng cái từ là tình sinh trí cách. Khi tình cảm nó phát sinh rồi, cái lý trí mình nó không còn. Thậm chí mình thương một người đó mà mình biết là mình không thể thương người đó, tại vì người đó đã có gia đình, làm cũng không được. Và mình có một cái lý do phía sau. Tình sinh là trí cách. Mà chữ tình này á, không chỉ riêng cho nam nữ, mà hầu như tất cả mọi ái luyến. Ví dụ như mẹ thương con, mà thương mà là một thứ ái mà khó cắt lắm. Có nhiều khi mình thương người đó quá, mình làm tất cả mọi việc cho người đó. Có một vị đó đó, đem cả 100.000 đưa cho cái người kia mà chưa bao giờ biết mặt, chỉ quen nhau trên Facebook, trên mạng thôi. Rồi bây giờ mới phát hiện là bị mất tiền. Vậy mà đi thưa cảnh sát xong rồi mà trong lòng vẫn nhớ nhung người đó, vẫn mong rằng á, cảnh sát đừng tìm ra được họ. Tức là mình vẫn thưa, nhưng mà rồi ở phía sau trong thâm tâm mình cũng cầu sao cho đừng kiếm được người đó.
Và thậm chí bây giờ nó lỡ thưa rồi, nếu mà cảnh sát mà tìm được họ chắc tôi cũng bãi. Tôi bãi lại. Mình không có xúi biểu họ làm gì hết, nhưng mà ở đây phải là chỉ ví dụ. Để cái gì gọi là chúng ta thấy rằng cái quý nhất ở đời này là cái trí tuệ. Để mà cắt đứt những cái sợi dây ràng rịch, nhưng mà khó làm lắm, không phải dễ. Nhiều khi mình thấy cái công của mình nhiều quá mà giờ mình buông cũng không phải là một chuyện dễ. Cho nên đoạn trí nghĩa là có cái trí tuệ để đoạn những cái phiền não. Trong kinh Pháp Hoa Phẩm Phương Tiện, Đức Như Lai chỉ dùng một Phật thừa mà vì chúng sanh nói pháp không có các thừa hai hoặc ba thừa khác. Vậy Phật thừa gì? Phật thừa và Phật thừa hai hoặc ba là gì? Thưa đại chúng, là ở trong kinh Pháp Hoa đó, để Phẩm Phương Tiện, Phật nói á, là khi Phật ra đời, chư Phật ra đời chỉ vì nói một Phật thừa chứ không nói hai ba. Thì câu hỏi nó hai ba là cái gì? Thưa, hai ba đó nghĩa là gì? Là trung thừa và tiểu thừa. Thừa là gì? Thừa là cái bánh cổ xe. Hay nói cách khác là, thí dụ như bây giờ xe bốn cửa nè, xe bảy cửa nè, xe bus. Thì giờ á, xe mà chở nhiều nhất là xe gì? Xe bus. Không, còn mà Đức Phật có nói xe bốn cửa, xe bốn chỗ ngồi, xe bảy chỗ ngồi á, chỉ là phương tiện tùy theo khả năng mỗi người mà nói. Chứ còn cái mà Phật muốn nói là một chiếc xe bus có thể chở 50 người. Đà Phổ Hòa ví dụ đơn giản vậy để cho đại chúng biết. Ví dụ như bây giờ á, người mới vô tu á, người mới bắt đầu vô Phật Pháp á, tao đâu biết gì đâu, ta đi chùa người ta xin xăm. Rồi có người thì khá khá hơn, không có xin xăm nữa, mà xin cúng làm gì đó. Rồi cái người mà khá hơn nữa, họ hiểu rồi. Hồi đó họ mới vô chùa tu, họ tu không biết, còn xin xăm, còn làm này làm kia. Nhưng mà khi họ hiểu ra rồi, tất cả là mình. Mình sống mà có đức có đạo thì khỏi cần cầu gì, mình vẫn bình an. Nhưng mà người mới vào, thí dụ như cái quyển Bạch Y Thần Chú, những người ta đâu biết đạo gì đâu, nhưng mà ta tin tưởng vô cái cuốn thần chú đó. Họ tụng 1200 biến, một ngày tụng bao nhiêu lần đó, tai qua nạn khỏi, họ in 1200 cuốn, họ phát. Và họ tin rằng in như vậy, cúng như vậy thì được tai qua nạn khỏi. Đó là tiểu thừa đó. Rồi một lúc nào đó rồi thì mình thấy rằng cái này là phương tiện. Hai quý vị ăn chay á, ăn chay 2 ngày, ăn chay 3 tháng và ăn chay trường. Mà ăn chay trường là đại thừa. Thí dụ vậy đó nha. Ăn chay kỳ là trung thừa, ăn chay 1 tháng mấy ngày là tiểu thừa. Thì mới đầu người chưa quen nói 2 ngày thôi. Giống như có những Phật tử chưa mới phát tâm quy mà chưa bao giờ biết ăn chay, thì bà nói quý vị ráng ăn tháng ngày được không? Dạ được. Ăn thời gian quen rồi tăng lên 2 ngày hay là 4 ngày tùy theo, rồi từ từ tăng lên. Như vậy thì thừa 2, thừa 3 có nghĩa là trung thừa, tiểu thừa. Còn Phật thừa nghĩa là chỉ con đường duy nhất, đó là chúng ta thành Phật. Còn thanh văn duyên giác chỉ là tạm. Chữ thừa này là thanh văn viên duyên giác, hay là trung thừa, hay là tiểu thừa, trung thừa. Quý vị nhớ là Phật giáo đó có 5 thừa. Người mới tu như quý vị thọ tam quy ngũ giới đó là nhân thừa. Rồi lên thọ tới thập thiện đó là thiên thừa. Nghe tứ diệu đế là thanh văn. Hiểu được thập nhị nhân duyên, phát tâm Bồ Tát, cho đến khi nào thành Phật. Ở đây là nói như vậy để cho tất cả biết, Đức Phật
một mục đích duy nhất là chỉ cho chúng ta biết chúng ta có khả năng tu giống Phật. Còn tất cả những cái khác chỉ là phương tiện. Mà mình nói mình tu không được, ví dụ mình ăn chay 2 ngày, hay là mình ăn mà mình mới đầu mình ngán quá, mình thèm quá, mình không cố gắng, cái mình nói thôi chắc tôi không có duyên tu, cái này là đổ thừa. Hay mình tụng kinh mình buồn ngủ quá, mình không cố gắng. Thường thường thưa đại chúng, không có cái gì mà nó có thể, mà nó có thể thành tựu trong một ngày một buổi được. Cái gì cũng phải do rèn luyện lâu ngày. Cục sắt mà mài riết cũng sẽ thành kim, nước mà nó chảy trên cái tảng đá riết nó cũng mòn. Mình hay ví dụ vậy đó, nước chảy đá mòn, rồi có công mài sắt có ngày nên kim. Thành thử ra tất cả những cái dùi mài tinh tấn của chúng ta, đó là một cái điều mà chúng ta sẽ thành tựu được. Bạn con cũng mới quy y, nhưng mà pháp danh bây giờ bị nổi tiếng về xấu quá. Kính hỏi thầy là bạn con có nên quy lại không? Xấu là tại vì mình không hiểu hay là sao? Thưa đại chúng, Pháp Hòa thường hay giải thích quy y, quý vị không phải quy y với cái thầy đó. Quy y là 10 phương Phật Pháp Tăng Tam Bảo. Thầy đó chỉ là người đại diện cho chư Tăng để quy y cho mình. Còn về vấn đề pháp danh, nguyên thủy từ khi thời của Phật không có vấn đề đặt pháp danh. Ai tên gì là giữ tên đó, chứ không có đặt pháp danh. Cái chuyện đặt pháp danh là sau này chư tổ Trung Hoa đề xướng, rồi chúng ta Phật giáo Việt Nam cũng có cái phần ảnh hưởng là chúng ta đặt pháp danh. Có nhiều cách đặt pháp danh, có thầy thì chữ đâu đặt đó. Ví dụ như mình tên là Sang, đặt tên Trọng, Sang Trọng. Người đó tên Thình, đặt tên Mẹo. Ví dụ đó, người đó tên là Nguyễn Văn Thình, pháp danh là Tâm Mẹo. Chữ đâu đặt đó. Bây giờ mình nhìn lại cái pháp danh của mình, có nó xấu như chữ Mẹo, chữ Tí không? Thành nữ ra nhiều khi mình không hiểu được cái nghĩa của cái chữ đó thì mình nghĩ là xấu, chứ thật ra cái nghĩa nó không có xấu. Nhưng mà tại vì đôi lúc cái chữ đó là tiếng Hán mà mình không có hiểu được cái nghĩa thì mình cho là xấu. Còn ví dụ mình không có thấy cái pháp danh đó mình thích thì mình trực tiếp mình gặp vị thầy đó, cái thầy mà đặt tên cho mình đó, mình trình bày là con không mấy gì happy cái tên của con, thì xin thầy cho con pháp danh khác, chứ không cần quy lại. Trường hợp quy lại là mình quy hồi nhỏ xíu mình không có ý thức gì hết. Bây giờ mình quy chữ lại đây nghĩa là mình renew, mình nghe lại cái phần đó để cho cái phần giới đó, cái lễ quy đó nó tác động vào trong tâm thức của mình. Bây giờ quý vị cứ nghĩ mình không thích cái pháp danh đó, cái mình xin quy lại thì cuộc đời này chắc một năm không biết quy mấy chập. Nhưng mà thường thường có nhiều thầy người ta hay khỏi mất công ta đặt, phải không? Người đó tên gì đặt chữ đó luôn. Thí dụ như giờ Phật tử đó tên Trang là Diệu Trang, Phật tử đó tên Xuân đặt Diệu Xuân, tức là tên của họ đặt vô pháp danh họ luôn. Trừ khi nào tên, có những người lớn lên, thí dụ như họ tên là Nguyễn Văn Tý, không lẽ Diệu Tý, thì thầy đó phải kiếm chữ khác thầy đặt. Nhưng mà ngày xưa có những thầy tên đâu là đặt đó. Ví dụ như tên Thuận đặt là Hòa, tên Thảo đặt là Hiếu. Cứ chữ như vậy đặt cho nó dễ. Vì vậy cho nên là có những cái vị đó tên là Hà, pháp danh là Minh Bá. Thì tên đâu đặt đó mà. Ví dụ như người đó tên là Võ Trung Nguyên, pháp danh là Diệu Si Nguyên Si.
Thầy quý vị nhớ là có nhiều vị ta chữ đâu đặt đó. Có câu đó cô tên Lê đặt lụ, tên lúa đặt thơm, lúa thơm. Thành thử ra nếu mình có những vị đặt như vậy, có những vị thì dùng chữ tiếng Hán. Hồi xưa còn biết có một vị hòa thượng là khi ngài lấy pháp danh là ngài lấy nguyên cái cuốn kinh ra ngài đặt: Như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ, là mỗi chữ trong kinh Di Đà ngài đặt. Diệu như, diệu thị, diệu ngã, diệu văn, diệu nhất, diệu thời, diệu Phật, diệu tại, diệu xá, diệu vệ. Đó, mỗi chữ trong kinh lấy ra chữ đặt. Pháp danh là một cái tên gọi trong Phật Pháp. Và dĩ nhiên thường thường là các thầy đều suy nghĩ một cái tên nào cho nó có ý nghĩa để đặt cho Phật tử. Và khi mà mình nhận được một cái pháp danh á, nếu mình không hiểu mình nên hỏi vị đó cái nghĩa đó là gì, thì có thể vị đó giải thích cho mình nghe cái nghĩa tên của mình. Sau khi mình hiểu rồi là có thể mình không còn thắc mắc. Nghe không? Mình đừng có nghe lời những người xung quanh là tên gì xấu quắc. Không? Mà mình phải nên trực tiếp hỏi vị thầy đặt pháp danh cho mình cái nghĩa đó là gì. Còn sau khi thầy giải thích mà mình vẫn chưa hài lòng thì nếu mình muốn nữa thì trực tiếp mình thưa vị đó để vị đó có thể đổi pháp danh cho mình. Đó là trường hợp tùy mình thôi. Vậy còn ngày xưa thì thời Phật không có đặt pháp danh. Thí dụ như ngài Xá Lợi Phất, ngài Mục Kiền Liên, đó là những tên thật của các ngài. Ngài Ca Diếp, ngài A Nan, ngài Nan Đà. Khi ngài các ngài sinh ra thì cha mẹ đặt tên như vậy, thì khi các ngài đi tu, các ngài cũng tên đó chứ không có đổi pháp danh. Rồi sau này bây giờ Phật giáo Nam truyền người ta cũng có một số cũng đi theo cái tinh thần là đặt pháp danh, nhưng mà lấy tên của các vị tôn giả thời Phật đặt, giống như bên Thiên Chúa vậy đó, đặt Maria, Teresa, Joseph, thì ở bên Nam truyền các vị cũng đặt như vậy đó. Pháp danh là Mulagana, Ananda, Rahula, tên của các vị thánh tăng thời đó. Chỉ có riêng Phật giáo Trung Hoa và Phật giáo Việt Nam chúng ta đặt một cái pháp danh, cũng giống như bên Tây Tạng cũng có đặt pháp danh. Một câu hỏi kế là: nắm bắt thực tại, nhưng thực tại là một dòng chảy liên tục không ngừng nghỉ, làm sao nắm bắt được? Mình không có cần nắm bắt. Cái mình tu tập đó là mình nhận diện chứ không có nắm bắt. Pháp Hòa ví dụ vậy nè, khi mình lấy cái dùi mình thỉnh tiếng chuông, nghe tiếng chuông và tiếng chuông đã hết, nhận diện đơn thuần. Tại vì sao? Tại vì tất cả cái gì nó cũng đều quá khứ hết. Bằng chứng là có một câu chuyện, thì quý vị biết là thường thường mình ăn sáng á, chúng ta thường gọi là điểm tâm, phải không? Thì một hôm nọ có một vị hòa thượng á, gánh một cái gánh kinh kim cang đi ngang một cái quán bán đồ ăn sáng, bán breakfast. Thì hòa thượng vô trong cái quán đó và gọi bà chủ, nói: bà chủ, cho tôi một món điểm tâm. Mà theo chữ điểm là chỉ chấm tâm, cái tâm của mình. Thì hòa thượng hỏi cái vị bà chủ bán đó cũng là một người tu tập á, cho nên bà hỏi hòa thượng: hòa thượng đang gánh kinh gì? Thì vị hòa thượng nói: tôi đang gánh kinh kim cang. Thì bà già bán thức ăn mới nói: ô, hòa thượng gánh kinh kim cang hả? Vậy thì tôi xin hỏi hòa thượng một câu trong kinh, nếu hòa thượng trả lời được thì bữa ăn sáng này miễn phí. Hòa thượng trả lời không được thì phải trả tiền. Thì hòa thượng nói: dạ xin bà hỏi. Thì bà già mới hỏi rằng: quá khứ tâm không thể đắc, hiện tại tâm cũng không thể nắm bắt, vị lai tâm cũng không thể nắm bắt, vậy hòa thượng muốn điểm tâm nào? Tâm quá khứ không thể được, tâm hiện tại không thể được,
tâm vị lai không thể được. Vậy hòa thượng điểm tâm nào? Mà hòa thượng kêu là điểm tâm, không trả lời được. Vậy thì ở đây cũng vậy, tất cả là một dòng chảy, chúng ta không nắm bắt gì được hết á. Mà cái chúng ta chỉ có thể làm là sống trong hiện tại, nhận diện mỗi cái hiện thực. Ví dụ như á, bây giờ á, mình ở cái tuổi 50, bao tử mình bắt đầu nó không khỏe. Nếu mình ngồi mình nói trời ơi, sao hồi tôi 30 tuổi tôi khỏe quá, ước gì tôi được cái bao tử khỏe như hồi 30 tuổi. Nói hoài mà có được không? Không. Vì cái 30, đã biết rằng 30 tuổi với 50 tuổi là nó một trời một vực. Thưa đại chúng, khi mình ở cái tuổi 50 trở lên rồi là mỗi năm sức khỏe mỗi khác, chứ không phải là đợi tới vài ba năm nữa. Mà lên tới hàng 6, hàng 7 là lại càng rõ hơn nữa. Thì không thể nắm bắt một cái gì. Cho nên Đức Phật nói trong kinh Người Biết Sống Một Mình á, thế nào là người sống quê quá khứ? Nghĩ rằng hình thể tôi đã từng như thế, tâm tư tôi từng như thế, nghĩ như thế và đắm chìm cái quá khứ đó, thì người đó gọi là sống với quá khứ. Hiện tại tôi là như thế này, hiện tại tôi như thế kia, và nắm cái đó chặt không muốn buông, thì người đó cũng phải không phải là người biết sống một mình. Và người đó sống bằng cái tâm tưởng tượng mà không thật. Mà chúng ta phải sống và nhận diện những cái gì. Ví dụ như hôm qua là đã xong rồi đó, và bây giờ đây là 3 giờ rồi, chuẩn bị 4 giờ, 5 giờ là chúng ta tan hàng đi về. Trên đường lái xe về, trời ơi tiếc quá, mà lúc mình đang sống với 3 giờ mình không sống. Giống như giờ này đang ngồi đây là bắt đầu nhắm mắt liêm diêm thiền định. Lát 4 giờ về ngồi tiếc, nên nãy ông nói gì tôi cũng nghe. Mình không có nhận diện. Chờ cái chúng ta đang sống là phải nhận diện đơn thuần. Khi mà chúng ta đang ở đây thì chúng ta lại nghĩ chỗ khác. Bây giờ đang ngồi đây thì lại lo là thứ bảy chủ nhật này thầy ở đâu tôi tới. Nhưng mà trong khi em ngồi đây thì không hưởng. Đợi tới thứ bảy mới hưởng. Rồi cái thứ bảy biết mình được hưởng không, là nói alo I'm sorry, tôi có một cái commitment khác. Quá khứ, hiện tại, vị lai, cái nào chúng ta cũng không nắm được. Một tiếng chuông đánh lên là thành quá khứ liền. Một lời nói phát lên là thành quá khứ liền. Cho nên chúng ta chỉ nhận diện những gì đang xảy ra, mà chúng ta biết rằng không có gì chúng ta nắm được. Cho nên mình không có nắm bắt cái gì hết. Pháp Hòa có làm một bài thơ trong một cái bữa trăng sáng. Mà lúc đó Pháp Hòa còn nhỏ lắm, khoảng chừng mười mấy tuổi thôi, chắc khoảng 17, 18 á. Cái bài thơ như thế này. À lúc đó đang học high school nha. Năm đó học lớp 8. À xin lỗi, lớp 10, lớp 11 gì đó. Ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giựt giành trăng sáng lô nhô. Trăng giỏi dưới nước. Rồi nguyên một đám trẻ nó thấy trăng, nó nhào xuống đó, nó làm gì? Nó giựt trăng, được không? Không được. Ô kìa ánh trăng vằng vặc, long lanh trên án mặt hồ, trẻ thơ nô đùa nhau xuống, giựt giành trăng sáng lô nhô. Tranh hoài mà sao chẳng được, giành hoài sao chẳng được trăng, thân tâm lũ trẻ mệt nhòi. Suốt một buổi mệt mà vẫn chưa được gì hết. Ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lầm. Tranh chi vầng trăng dưới nước, chấp chi vọng nguyệt long lanh, lợi danh vầng trăng chẳng thật, sao ai mê mãi giựt giành. Bài thơ đó Hòa làm hồi khoảng lớp 11. Thì một hôm mình thấy một cái cảnh là trong một cái cảnh quay phim vậy đó, trăng nó sáng thì con nít nó nhào xuống,
nó ôm, nó giật giật những cái vầng trăng dưới nước. Thì mình ví như cuộc đời này có những cái nó như ánh trăng soi với mặt nước vậy thôi à. Thì cái đoạn cuối mình nói, ta sống trong đời ảo mộng, lợi danh che lấp chân tâm, suốt đời rủi dông tìm bắt, trắng tay phút cuối thật lòng. Bài thơ đó Pháp Hòa đặt cái tên là Vọng Nguyệt. Chữ vọng đây là không thật, vọng là đối lại với chân, nguyệt là mặt trăng, vọng nguyệt là trăng không thật. Cho nên chư tổ mới hay ví dụ á, nhất thiết tu đa la như tiêu nguyệt chỉ. Tất cả những kinh điển lời dạy của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng. Cái quan trọng là chúng ta thấy trăng và đừng lầm ngón tay này là trăng. Nhưng mà thưa đại chúng, tất cả những gì chúng ta đang học, đang nói, có phải là ngón tay chỉ trăng không? Phải không? Đúng. Đó là ngón tay chỉ trăng thôi. Mình đừng có lầm cái ngón tay đó là trăng. Ngón tay chỉ là một cái phương tiện chỉ cho mình thấy trăng. Thấy trăng mới là cái điều chúng ta cần. Vậy thì trong cuộc sống này, chúng ta có nói gì đi nữa cũng chỉ là ngôn từ để chúng ta tạm nhận ra một cái gì đó trong cuộc sống. Vì vậy mà chư tổ thường dùng cái từ ngôn ngữ đạo đoạn. Nếu muốn nói đạo mà dùng ngôn ngữ một chữ nào nói lên là chúng ta đã lìa với cái đạo rồi. Tại vì đạo là cái chúng ta nhận chứ không phải chúng ta nói. Nhưng mà giờ ông nói sao ta biết? Phải tạm nói. Vì vậy có câu thứ hai: văn dĩ tải đạo. Văn chương là chuyên chở cái đạo lý. Cho nên có những vị người ta đến hỏi đạo, các ngài không có trả lời. Không phải các ngài khinh thường, vì ông muốn hỏi tôi đạo, mà đạo thì không thể, ông chỉ nhận chứ không thể dùng ngôn từ để nói. Nhưng mà các ngài nói là bởi vì lòng từ mà nói. Chứ có nhiều vị kể lại cuộc đời tu của mình, các vị hay dùng cái từ này. Chư Phật ba đời đến đi không dấu vết, các tổ thị hiện ở đời này làm việc không lưu lại một dấu vết gì. Thậm chí người ta phát hiện tông tích của mình còn chạy đó. Nhưng hôm nay tôi nói cuộc đời tôi để cho các vị có một điểm gì đó, biết đâu quý vị nương theo một vài điểm của đời tu tôi mà các vị tiến bước. Chứ còn thật sự ra ngôn từ, mình nói từ nào cũng trúng hết á. Chứ có một vị hòa thượng nói gì cũng không trúng mới trúng, đúng không? Tại nói cái gì, tại cái gì nói cũng chỉ là tạm nói. Ví dụ giờ nè, mình nói cái này là cái chuông, tại vì mình là Phật tử thì mình gọi đây là cái chuông. Nhưng nếu cái này mà cho một anh Mỹ, anh nói cái tô, cho một người khác ta nói cái nồi, cho người khác người ta nói cái chậu trồng cây. Thà nữ cái này, cái chuông là nó tùy với ai? Tùy với Phật tử. Cái nồi là đối với người nấu ăn, cái chậu là đối với người trồng cây. Thà nữ nói nào cũng trúng hết. Vậy thì cái chữ chuông mà chúng ta nói cũng chỉ là một chữ để nói với đối tượng nào thôi, chứ nó không phải là chân lý. Mà chúng ta hiểu được cái điều này á, thì trong cuộc sống này chúng ta sẽ nhẹ hơn nhiều. Hồi nhỏ lúc mình gây lộn với hàng xóm mấy đứa con nít á, nó đem tên mình, nó chửi chập cái mình: ê mày làm gì mày nói tao hoài vậy? Ai nói mày, tao nói năm trên trời mà. Không biết quý vị nhớ hồi nhỏ gây lộn với mấy đứa con nít hàng xóm, mình kêu nó mình chửi đã đời. Cái lợi nó kiếm chuyện mình, nó gây, nó tao đâu nói mày, tao nói 7 trên trời, 5 trên trời. Tại vì mình dính với cái danh, mình dính với cái tên mà mình ấy. Nhưng mà thí dụ người ta kêu là thằng 7, thằng 5, trên đời này đâu có phải mình tên 5, tên 7 đâu. Hàng triệu triệu người tên 5, tên 7. Nhưng mà tại vì mình nghe cái mình nghĩ mình khổ là ngay chỗ đó. Hai người ta đang ngồi rù rì, ta nói, ta thấy mình đi ngang, ta nín, ta không nói,
rồi đi vô bực rồi đó. Nó lén tôi, bởi thấy tôi đi ngang nín. Khổ không? Mình không có chắc gì, mình đặt cho người ta cái đó. Cho nên á, thủy chung á, mọi pháp xung quanh mình á, bản chất nó không có gì khổ đó. Tại mình không có nhận ra nó là mình không có nhận ra bản chất của nó là khổ. Chứ cái gì mình cho nó là chân lý, mình nắm bắt. Cho nên Phật cũng dạy mình á, y kinh giảng nghĩa mà tam thế Phật quan. Chư Tổ hay nhắc về đó. Y như kinh mà nói là nói quan chư Phật ba đời. Tại vì sao? Phật mà có nói gì là cũng tạm thời tùy theo đối tượng đó mà nói thôi. Thí dụ như á, một đứa con nít nó còn nhỏ quá, rồi mình lại mình nói ráng sống đàng hoàng nha, trước sau con cũng chết. Một đứa con nít mình có cần phải nói tới chân lý kiểu đó không? Không cần. Nhưng mà mình nó hỏi bà ơi, bà con có chết không? Nó không, con còn sống khỏe lắm. Sao mình nói trật chân lý vậy? Bởi vì đối tượng đó là một đứa con nít, nó không đủ khả năng nó tiếp nhận cái sự chết sống trong cuộc đời, sự đau khổ, nó chưa đủ tuổi để nó hiểu cái đó. Cho nên mà đứa con nít mà thấy ông ngoại nằm, ông sao ông ngoại nằm đó đi, mình nói sao, ông ngoại con đang ngủ. Nó biết cái chữ chết là gì mà nói. Thật ra nếu mình nói là, nếu nói mà nói nó ngủ, mình nói như vậy là vì đối tượng mà nói, thì cái người khác không hiểu, trời ơi ông này nói sai chân lý. Chân lý là phải nói thật cho nó biết là cuộc đời này chết. Chân lý mà nói không đúng đối tượng thì chân lý đó coi chừng nó làm khổ chúng sanh. Cho nên đôi lúc mình sẽ bị nói oan cho Phật. Cho quý vị thấy không, có gì tại sao cũng cái câu trả lời mà có khi Phật nói với người này, Phật nói với người kia khác. Quý vị nhớ câu chuyện mà đọa làm chồn không? Có một vị tổ hỏi, có một người ta hỏi ngài là con chó có Phật tánh không? À xin lỗi, người tu hành còn rơi vào nhân quả không? Thì một người, thì đối với cái câu hỏi đó thì ngài mới nói là không. Nhưng mà cái chữ không ngài nói đâu có nghĩa là ngài nói không nhân quả đâu. Nhưng mà ngài nói chưa rõ, cho nên lần sau ngài bị, ngài phải đi ngài đọa làm chồn. Cái vị trả lời đó đọa làm chồn. Và sau con chồn đã phải hỏi vị tổ khác là người tu hành có rơi vào nhân quả không? Thì vị tổ khác phải trả lời là bất không mê lầm về nhân quả. Nếu mình nói là không, đôi lúc người ta sẽ hiểu lầm. Chữ không đó nó nguy hiểm. Phải nói anh không mê lầm. Ví dụ như nè, mà hỏi vậy nè, người tu còn tham không? Trả lời không là trật á. Mà phải nói là sao? Tiết chế cái tham. Tham còn chứ. Ví dụ như thầy xây chùa, thầy không cần tiền hả? Thầy đói bụng, thầy không tham ăn hả? Còn tham, nhưng mà cái người tu là thấy rõ cái tham, chứ không phải là không tham. Tôi nói người tu hành còn sân không? Còn sân không? Còn. Nếu mà nói người tu hành không sân, cái này nguy à. Bữa nào mình nổi sân nó nổi, ủa gì đây? Không. Và nếu nói rõ là người tu hành không mê lầm cái sân, có đôi lúc nổi sân mà để thị hiện chứ không phải là thật sân. Tại vì đôi lúc mình phải thị hiện cái tướng đó đó. Thì để làm chi? Để độ cho một chúng sanh nào đó. Ví dụ như một hôm Phật ngồi á, Phật đang ngồi thuyết pháp mà có con nai nó đang ngồi gần Phật vậy đó. Phật lấy cái cây Phật đánh vô con nai một cái thật mạnh, con nai nó hoảng hốt nó chạy. Ngay lúc đó mình nhìn cái hình ảnh đó, Phật dữ quá. Nói bữa nay sao Phật dữ hơn ngày thường. 5 phút sau họ thấy cái người mà đi săn con nai đi tới. Chừng đó họ mới hiểu lý do tại sao Phật thị hiện cái tướng dữ đó. Vì Phật thấy cái người thợ săn đi tới. Nếu Phật không làm cho con nai hốt hoảng để nó chạy thẳng vô rừng thì nó đã sẽ chết với tay của người thợ săn này. Như vậy thì cái tướng dữ của Đức Phật trong lúc đó là thị hiện chứ không phải là thật dữ.
Thị hiện là gì? Là cái pretend. It's not real. Sometimes in life we need to pretend something else. Cho nên thí dụ như Phật có chết không? Phật có chết không? Vẫn chết như thường. Nhưng mà cái chết của Phật có khổ như cái chết của chúng sanh mình không? Không. Cho nên chúng ta gọi Phật là thị hiện chết. Thật sự Ngài chết đó. Nhưng mà Ngài chết không có khổ như mình. Mình là trời ơi, khổ đủ thứ. Để di chúc, chưa chắc ăn mà phải kiếm luật sư, làm đủ thứ hết. Hỏi mình có nhiêu? 5,000. Tại vì mình sợ nó tranh giành cái của đó. Rồi thậm chí rồi còn tranh giành cái chuyện gọi là chôn hay là thiêu, để cốt hay là không để cốt, gửi chùa hay gửi chiền. Đủ thứ hết. Rồi thậm chí là mình chết, mình muốn đi về tới Việt Nam, đem xác về Việt Nam á, rồi làm cái ta đám cho thật là lớn, càng tây càng ta cho rình ràng lên. Cái chết của mình nó khổ quá. Còn các ngài là các ngài vẫn chết, nhưng mà ngài không có khổ về cái chết. Hai cái tâm trạng đó khác. Cho cái người mà vẫn chết là chết trong niết bàn đó, tại vì họ không có khổ với cái chết, vì họ biết nó là thật vậy rồi. You cannot run away from it. Cho nên ngài chết nhẹ nhàng gọi là chết của niết bàn, và chết nhẹ nhàng gọi là thị hiện. Cho nên trong thập nhị nhân duyên nha, trong thập nhị nhân duyên á, là vô minh, rồi hành, rồi thức, rồi danh sắc, rồi lục nhập, vân vân, một dòng chuỗi của luân hồi sanh tử. Nhưng mà người đi theo cái hàng dọc vậy nè, nhưng mà người tu á, đi hàng dọc lại đi về, người tu là đi ngang. Anh là vô minh, anh tu làm sao mà cho minh á. Cho nên khi mà mình cái bị sanh tử thì không phải là sanh tử mà là thị hiện của sanh tử. Mình làm cha mẹ đôi lúc mình đâu có phải không thương con đâu, nhưng mà thị hiện. Nó đợi mà lúc mà có khách nó chạy vô chạy ra, nó xin ăn xin đi chơi. Nó làm rối lên cái mình trợn mắt nó một cái, nó tè tè nó đi xuống. Vậy thì cặp mắt đó là cặp mắt gì? Thị hiện. Chứ mình có ghét bỏ gì con mình đâu. Có cái ông đó, ổng dạy lớp học đó, mà đứa nhỏ nó cứ chạy tới chạy lui, mà hễ có lớp đó, là nó chạy ra. Thưa thầy, cho con đi tiểu mà nó xài cái tiếng thường dân á. Ổng nghe nó thô quá, ổng mới nói dặn nó lần sau á, lớp mình mà có khách tới thăm, con muốn cái gì á, đừng có nói là con cần đi tiểu, con phải nói là con cần đi hát. Là thầy hiểu con muốn đi đâu, thầy cho con đi. Nó về nhà, ba nó đang ngủ nửa đêm vậy, nó giật với ba vậy, ba, con muốn hát, con muốn hát. Ông nói trời ơi, tối khuya rồi hát hò gì giờ này con, ba không cho con hát là con chết. Ông nói thôi mệt con quá, hát gì hát nhỏ nhỏ bên tai ba nè. Thế là quần nó hát ngay lỗ tai à. Vậy thì quý vị có thấy được cái chỗ mà nói là tất cả chúng ta không có nắm bắt được, và chúng ta chỉ nhận diện. Ví dụ như bây giờ mình già kéo lại tuổi trẻ được không? Không. Đó, kéo được là kéo lâu rồi đó. Me too. Thì có một bà cụ đó, bà làm quầy thơ, mà bà đọc cho bà nghe một lần, bà nhớ tới giờ, hồi bà còn nhỏ luôn. Sợi tóc bạc nằm rơi trên gối, ta lặng nhìn thương tiếc mỗi thu qua. Còn gì đâu khi bóng xế vườn hoa, lòng muốn tiếng mà chân vừa thấy mỏi. Tim thổn thức nghẹn ngào lên tiếng gọi, tâm hồn ta còn trẻ lắm Xuân ơi. Đó là nuối tiếc quá khứ phải không? Cho nên mình có một cái bài thơ sống, quý vị nhớ bài đó không? Sống không giận, không hờn, không oán trách, sống mỉm cười với thử thách trong gai,
sống vươn lên theo kịp ánh ban mai, sống chan hòa với những người đang sống. Sống là động nhưng lòng luôn bất động, sống là thương nhưng lòng chẳng vấn vương. Sống hiên ngang danh lợi xem thường, tâm bất biến giữa dòng đời vạn biến. Rồi thì có một người khác cũng đối lại chữ sống với chữ chết. Chết là chết nhưng mà không thật chết. Rồi sao đối lại chứ? Sống không giận, không hờn, không quán trách. Sống chết không khổ, không buồn, không nuối tiếc. Chết mỉm cười như rụng cánh hoa mai. Chết là chết như những người đang chết. Chết là chết nhưng đâu có hết. Chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Cái điều này nó rất là đúng, là tại vì cha mẹ mình có mất đi nữa, đó là chết thôi, chứ tâm dòng máu của cha mẹ vẫn còn trong ta. Tình thương lời dạy của cha mẹ vẫn còn trong ta. Cho nên chết là đi nhưng chẳng có biệt ly. Chết là hết nhưng mà không, chết là chết mà không có chết. Cho nên ta chết là chết, ta không hề sợ chết. Thí dụ vậy. Câu thứ hai. Quán 12 nhân duyên, xin thí dụ cụ thể làm sao quán 12 duyên và có mấy cách quán. Thì quán chè cũng quán, quán xôi cũng quán, quán nhậu cũng quán. Thưa đại chúng á, 12 nhân duyên là một cái chuỗi chằng chịt để nói lên cái sự luân hồi liên tục của chúng sanh. Như hồi nãy Pháp Hòa ví dụ vậy đó. Người ta hay bắt đầu từ chữ vô minh. Do vô minh cho nên con người mới đi tới những cái hành hoạt, gọi là vô minh duyên hành. Rồi hành á, nó làm cho mình sanh ra những cái nhận thức, là vô minh duyên hành, hành duyên thức. Từ cái nhận thức này chúng ta sanh ra những cái danh và cái sắc. Thế nào gọi là danh sắc? Cái này chúng ta nhận ra cái sắc, rồi chúng ta đặt nó cái tên là gì? Hoa hồng. Vậy thì cái khổ của chúng ta là dính vào cái danh và cái sắc. Ví dụ như mình, sắc tôi là đẹp, sắc tôi là như thế này, là cao nè, là vừa đẹp nè, thì mình dính vào cái danh là tên gì đó và đẹp. Thí dụ vậy đó. Cho nên đi theo cái dòng luân hồi là vô minh duyên hành, hành duyên sắc, sắc duyên danh sắc, danh sắc duyên lục nhập, là 6 cái dính mắc của mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, vân vân. Thì bây giờ á, cái đây là một cái ví dụ để mình quán. Rồi chúng ta sẽ thấy trong cuộc sống này á, tất cả là một cái sự tương duyên. Chữ quán này là gì? Là chúng ta nhìn sâu để nhận rõ các pháp, các việc. Đại chúng mình thường gọi cái đây là cái hoa hồng. Nhưng mà cái người mà người ta quán kỹ về cái hoa hồng thì người ta thấy rằng hoa hồng này được làm bằng những thứ không phải là hoa hồng. Ví dụ như nếu không có đất thì làm gì có hoa, không có nước thì làm gì có hoa, không có nắng thì làm gì có hoa. Cho nên hoa hồng này được làm bằng những thứ như là đất, nước, không khí, ánh nắng mặt trời, vân vân. Vậy thì đây là cái quán. Quán là nhìn sâu vô cái hoa hồng để thấy rõ hoa hồng này chỉ là một sự tương duyên của các thứ khác, chứ thật chất một mình nó không thể có mặt. Cái này gọi là quán nhân duyên nè. Ví dụ như mình có một gói trà, làm ra ly nước trà. Nhưng mà nếu cái người quán nhân duyên sâu sắc thì thấy rằng hoàng thấy rằng á, nếu không có nước sôi không thể có trà, nếu không có điện nấu không thể có nước trà, không có lửa thì không thể nấu nước sôi. Và nếu quán về trà
thì cây trà cũng mọc từ cái cây trà, do nước, do đất, do nắng, tất cả mọi duyên. Thậm chí cái người trồng trà, và người trồng trà từ đâu ra? Quán nhiều thấy trời ơi, một ly trà mà quá chừng trùng trùng những cái duyên trong đó. Vậy thì cái mà chúng ta gọi là ly trà đó, nó được tạo thành bởi rất nhiều những nhân duyên, nói cách khác là những yếu tố, chứ đâu phải mình nó có mặt. Nói cuốn sách này là do tôi viết, nói vậy là nói nghe để mà tạm hiểu thôi, chứ còn phân tích kỹ thì mình không thể một mình mà viết được một cuốn sách nào hết. Bây giờ không ai làm ra giấy thì lấy gì mình viết, không ai làm ra mực lấy gì mình viết. Và trong khi quá trình mình ngồi mình viết lách đó, ai nuôi cơm mình, rồi cơm đó từ đâu ra? Trời ơi, mà quán thôi trùng trùng điệp điệp. Hồi nãy là quý vị ăn cơm gì? Cơm tấm, rồi gì nữa? Bì, rồi gì nữa? Chả. Đó. Rồi chiều nay về lấy cơm tấm bì chả ra quán. Chả không thể làm nếu không có bún tàu, không có nấm mèo, không có đậu hũ. Phải không? Rồi đậu hũ làm từ gì ra? Đậu nành. Ai xây đậu nành? Rồi quá trình trồng đậu nành, nấm mèo mọc sao? Ai hái nấm? Ai ngâm nấm? Ai cắt nấm? Rồi cái bà cắt nấm đó ai ra? Ai xanh bả ra? Quán trùng 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 điệp điệp. Phải không? Rồi quán nhân duyên mà. Rồi bây giờ nếu mà bây giờ chả mà có sẵn mà không có tập hợp bữa nay, làm gì có món chả? Thà nữ quý vị, quý vị sẽ thấy rằng á, dễ thương không? Quý vị đừng coi thường mấy hình ảnh này nghe. Vài năm nữa là mình làm được không? Chưa chắc. Phải không? Mình mà buồn ngủ cái là lẹ lẹ đi liền. Ngồi đó mà không cảm thấy dễ chịu là đi liền, chứ còn đâu biết vậy, xin Phật cho con đi một chút. Đừng coi thường à. Mình thường thường là nó bức bách cái là đi liền. Phải không? Cho nên đó, đó là quán đó. Thí dụ mình giận ai á, mình nói nếu mình làm sao, mình trách người ta đó, nếu mình đặt mình vô cái trường hợp đó rồi mình sẽ làm sao, mình có ứng xử vậy không hay là mình tệ hơn. Đó là quán. Cho nên quán nhân duyên chỉ là một pháp, còn vô lượng vô số những cái quán khác để chúng ta giải thoát trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Ví dụ như mình nói á, tại sao mà nó nóng nảy nó chửi? Nó mới chửi thôi chứ gặp mình không chừng mình đánh luôn á. Tại vì có lúc lúc mình còn hơn người ta mà mình không biết. Và để thông cảm cho người ta đó, mình hãy lấy mình đặt vô cái trường hợp của người ta để thông cảm cho người ta, để tha thứ cho người ta. Còn muốn thương người ta đó, lấy người ta làm mình. Tại vì đa số mình thương mình. Cho nên á, quán nhân duyên nghĩa để làm gì? Để diệt đi cái vô minh, cái si mê. Cho nên cái người tu thập thiện á, tham sân si đó, hôm qua Pháp Hòa có thưa đó, giảm tham thì tu cái gì? Biết đủ, tri túc. Giảm sân là quán từ bi. Giảm si là quán nhân duyên, lấy trí tuệ quán nhân duyên. Không có cái gì mà nó có thể có mặt một mình đó. Ông Trịnh Công Sơn có bài thơ, bài hát: không có đâu em này, không có cái nhân đầu tiên và có cái chết sau cùng. Phải không? Hàng đã hòn đá lăn trên bờ, hòn đá rớt xuống bờ ao gì đó. Đó là bài ý nghĩa của sự tương duyên. Và trong cuộc sống này tất cả đều tương duyên. Thí dụ nếu Pháp Hòa không đến đây hai ngày nay thì chúng ta không có cái tổ chức này. Rồi bây giờ nếu Pháp Hòa có tới đây mà quý vị không có tới thì lại Pháp Hòa nói với ai? Như vậy Pháp Hòa cũng phải nhờ đại chúng. Cho nên sự hiểu biết của quý thầy, và quý thầy thường quý vị gọi quý thầy là các thầy giảng sư. Nhưng mà nếu mà thầy giảng sư mà thành giảng sư mà không có thính chúng thì giảng với ai?
mà thành 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 sư thành với ái. Cho nên thính chúng nuôi giảng sư, giảng sư nuôi thính chúng. Mà nhờ có thính chúng cho nên ông thầy ông phải chịu khó nghiên cứu. Ông nói lại cho mình nghe, mà trước khi ông nói cho mình nghe, ai hưởng trước? Ông hưởng trước. Ông mở mang cái hiểu biết của ông trước, cho nên ông phải cảm ơn thính chúng dữ lắm. Không có thính chúng không làm được chuyện gì hết. Thì Pháp Hòa nói như vậy để cho đại chúng thấy được cái sự nhân duyên hết. Không, bây giờ quý vị nhìn tất cả mọi thứ, mọi vật trên đời này. Cho hồi nãy Pháp Hòa có thưa đó, là cuộc sống này á, là chúng ta quán quán chiều dọc, xong rồi quán chiều ngang, gọi là dọc ngang á. Quán dọc là vậy đó, vô minh duyên hành, hành duyên thức. Nhưng mà thật sự ra đi ngược lại cũng được nữa. Nếu nói là vì chúng ta có cái sự sống của cuộc đời này, cho nên chúng ta bắt đầu mới sanh khổ lụy. Nói ngang vậy cũng được nó. Tức là mình trong một cái mà nó có những cái khác, chứ không phải không cần nhất thiết phải đi từ cái 1 xuống tới cái 12. Mà chúng ta bắt ngang một cái nào, chúng ta đều nó có nằm trong đó hết. Ví dụ người ta thường nói là chánh kiến rồi mới chánh tư duy. Nhưng mà có một vị thiền sư ngày dài là chánh niệm sẽ giúp cho mình có chánh tư duy. Tại vì chánh niệm là sự nhận, là sự cảm nhận những gì đang xảy ra. Và khi chúng ta có chánh niệm thì giúp cho mình có chánh ngữ, phải không? Chánh niệm là có chánh ngữ, mà chánh niệm sẽ giúp cho mình có chánh nghiệp. Chánh niệm giúp cho mình có chánh mạng. Chánh niệm giúp cho mình có chánh tinh tấn. Thì trong cái chánh niệm nó có tất cả các cái chánh khác. Và ngược lại, một tà niệm cũng sẽ bị những cái khác nó lôi cuốn. Thí dụ như là tà niệm mà có rồi thì sao? Tà tư duy, tà ngữ, tà nghiệp, tà mạng gì nó sanh ra. Cho trong này nói là quán 12 nhân duyên, là mình thấy các duyên này nó ảnh hưởng tới duyên kia. Cây hoa mà mình cắt nó lên khỏi cái cành hoa ở mặt đất rồi thì phải có nước để nuôi nó. Không có nước là nó chết. Và bây giờ mình lấy nó ra như vậy, mình để nó đây nó cũng sống vậy. Nhưng mà cái sự sống nó ngắn hơn là nó ở trong nước. Vì nó thiếu duyên để nó sống. Mình đây nè, bây giờ mà qua Tây Tạng cái là thở không nổi. Tại vì mình ở trên Tây Tạng rất là cao. Và mình không đủ áp suất là nhức đầu, có người xỉu luôn. Bây giờ muốn thở nổi phải làm cái gì? Kiếm cái bình oxy vô. Thấy không? Bây giờ mà ai bóp mũi mình để chừng 5 phút thôi là có thể mình chịu nổi á. Là há miệng ra thở liền. Mà nếu mà ai bụng miệng mình bóp mũi mình luôn nữa thì cái sự chết nó dễ dàng. Cái tiếp duyên cho cái đó. Ồ, trùng trùng. Cho nên hồi sáng quý vị tụng á, nhĩ thời thế tôn tùng nhục kế trung giọng bá bảo quang, quang trung giọng xuất vậy đó. Lúc bấy giờ Đức Thế Tôn ngồi trên sen báo phóng ra hào quang, mỗi hào quang có hoa sen nghìn cánh, trong mỗi cánh sen có hóa Phật. Nói liên tục, trong cái này nó sanh cái kia, sanh kia, trong cái kia nó sanh cái nọ. Đó là một hình ảnh để biểu tượng trùng trùng duyên khởi, nói không cùng không tận. Và bây giờ chúng ta đã hết giờ, thì chờ để mình có một cái tiết mục khác, hoặc là những vị ở xa có phải đi về thì ngày mai còn đi làm. Thì trước khi chấm dứt thì trước hết là con xin cảm ơn thầy trụ trì, quý Phật tử trong ban hộ trì Tam Bảo ở tu viện Giác Ngộ đây đã chịu khó chịu nhọc tổ chức cho chúng con được 2 ngày sinh hoạt như thế này. Quý vị thấy dù 2 ngày quý vị về đây sinh hoạt, chứ nếu mình nhìn quán thì mình thấy rất nhiều công việc chăm chút, chứ không phải là bình thường. Thấy không? Việc gì mình nhìn, mình bằng cái nhìn sâu sắc, mình đều thấy có sự lao nhọc trong đó. Và chính thấy như vậy cho nên tất cả cái gì mình nhận được mình đều trân quý hết và không dám xem thường. Và quý thầy ở đây cũng như là quý Phật tử đã lao nhọc để chuẩn bị cho mình 2 ngày. Và trong thời gian Pháp Hòa ở đây 2 ngày, đại chúng cũng không quản ngại 2 ngày làm việc của mình, đường xa,
hy sinh cả giờ làm, hy sinh cả thời gian đi tới đây và chịu cùng chung tu tập trong 2 ngày này, cũng đủ nói lên cái tấm lòng thương mến của quý vị cho bản thân Pháp Hòa, cũng như là cho Phật Pháp, cũng như là cho đạo tràng ở đây. Xin ghi nhận tất cả và cảm ơn tất cả. Chúc nguyện cho đại chúng luôn được an lành, khỏe mạnh. A Di Đà Phật. Kính mời toàn thể Phật tử chúng ta đứng lên, chắp tay hướng về tòa. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thượng tọa, chúng con xin đại diện cho tu viện Giác Ngộ và toàn thể quý Phật tử đến thính pháp trong 2 ngày qua. Chúng con có nghe cổ đức có một câu thơ nói rằng: 100 năm trước người ta chưa có, 100 năm sau có cũng như không. Cuộc đời sắc sắc không không, 100 năm còn lại tấm lòng từ bi. Quả đúng như lời trong thơ nói, đối với một vị thầy vì tấm lòng từ bi mà chẳng quản xa xôi khó nhọc để đem những lời Phật dạy đến cho mọi người tu tập và được an lạc. Tu viện Giác Ngộ chúng con mặc dù ở nơi xa xôi nhưng thượng tọa vẫn không quản khó nhọc để đến và chia sẻ với chúng con trong 2 ngày qua. Chúng con hết sức là biết ơn và cầu mong mười phương chư Phật long thần hộ pháp lúc nào cũng gia hộ cho thượng tọa được nhiều sức khỏe, Phật sự viên thành và lúc nào cũng có những bài pháp hay để giảng dạy cho hàng Phật tử chúng con được ân khiêm công đức. Một lần nữa chúng con xin đại diện cho toàn thể Phật tử cũng như tu viện Giác Ngộ xin kính tri ân thượng tọa và kính chúc thượng tọa được nhiều sức khỏe. Nam mô Quan Thế Tạng Bồ Tát Ma Ha Tát. Chúng con cung thỉnh thượng tọa và đại chúng hồi hướng. Nguyện đem công đức cho